đợt này á tươi ngon hết sảy nha. Cái đội mười có khác, da dẻ trắng quá. Làm nhanh gọn thì tao thưởng thêm. An nguy của mấy cô bé đó vẫn là trên hết. Ok. Không nặng. Đứng lên. Anh, mình phải thương qua Tiết Ngọc chứ anh. Lính mày. Trong vòng ngày mai, nếu tôi chưa nhận được tiền thì ông cũng đừng hòng lui tới đây làm ăn. Rõ chưa? Cái đám này, tao mà không đặt cho nó một trận tao không làm người.